Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay xin em tiếp tục về thêm được 2 chiếc âm ly Acufei E303. Hàng đẹp xuất sắc và bộ dề phao C200L và P300L. Bộ kéo đẩy 200L, 300L có giá là 47.500.000. Còn âm ly Acufei E303 thì vẫn có giá từ 29 đến 31 triệu tùy hình thức. Tất cả đều có vỏ gỗ. Và hàng shop em đã test hoạt động hoàn hảo, hình thức còn rất là đẹp luôn. Đây, chúng ta có thể thấy hai con này E303 rất đẹp. Đợt trước thì em có về mấy máy thì cũng đã bán rồi rất nhanh. Đây là những chiếc âm ly rất ăn khách bởi vì nó có một mức giá rất là hợp lý và có thể trị được nhiều dòng loa, kể cả những dòng loa cần công suất lớn, những dòng loa cứng đầu thì cũng có thể phối ghép tốt. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bá Hùng theo số điện thoại là 0978 263 263, địa chỉ shop tại số 31 ngõ 125 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn anh em.